phụ huynh và bệnh nhi tại thành phố Hồ Chí Minh thay vì phải xếp hàng chờ khám rất mất nhiều thời gian, thậm chí là mất công mất việc khi tới khám bệnh thì nay chỉ cần việc ở nhà và đăng ký khám chờ lịch. Khi ngày hôm nay 17 tháng 6, bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đã triển khai thử nghiệm ứng dụng tổng đài hệ thống nhắn tin SMS để đăng ký khám bệnh. Theo đó thì người nhà bệnh nhi có nhu cầu đăng ký cho con em khám chữa bệnh tại phòng khám khu C là khoa khám bệnh thì chỉ cần nhắn tin và sẽ được hệ thống chương trình tiếp nhận, xử lý thông tin và sau đó cung cấp cho bệnh nhân số thứ tự đăng ký, thời điểm hẹn khám và số thứ tự đang khám tại phòng khám của bệnh viện. Cú pháp nhắn tin là ND2 dấu cách C dấu cách họ tên bệnh nhi và gửi tới tổng đài 19001000. Ngoài ra thì thân nhân bệnh nhi có thể kiểm tra số đang gọi khám tại website lấy số khám bệnh vn hoặc tra cứu bằng tin nhắn theo cú pháp là ND2 dấu cách hỏi với mức phí là 1.000 đồng trên một tin nhắn. Đây là một trong những biện pháp nhằm giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhi trong bối cảnh mỗi ngày bệnh viện nhi đồng 2 có tới trên dưới 5.000 trẻ đến khám và điều trị.